Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và tôi lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị cái phần tiếp theo của truyện Kiều. Sở dĩ mà tôi tiếp tục chia sẻ cái truyện Kiều đó là nói thực với quý vị, nhiều khi đọc những cái tác phẩm mà văn học nó rất là hay, và đặc biệt lại là những cái tác phẩm văn học nghệ thuật kinh điển như truyện Kiều, thì không có lý do gì mà mình lại không nhớ và chia sẻ với quý vị. Và đặc biệt là cũng là để trang bị thêm cái kiến thức để nói chuyện với bạn bè, đối tác hay là thậm chí kể cả những khách nước ngoài. Thì đôi khi người ta đến Việt Nam và người ta được nghe những cái câu chuyện về truyện Kiều, những cái câu chuyện về dân gian, về văn học nghệ thuật của Việt Nam, nó sẽ rất là hay và ý nghĩa. Đặc biệt là đôi khi là vợ với con mình mà có hỏi thì ít nhất là mình có không thuộc được hết nhưng mà mình cũng biết, đúng không ạ? Tránh trường hợp giống như vợ tôi là hỏi là thế truyện Kiều lại hóa ra là của cụ Nam Cao viết à? Thế thì như thế nó rất là dở, bởi vì cụ Nam Cao thì là người viết ra chuyện Chí Phèo. Chính vì như thế cho nên là tôi tâm niệm là chia sẻ cùng với mọi người làm sao để trong cái clip này là sẽ đúc kết được nhanh nhất và dễ hiểu nhất cái câu chuyện diễn biến về truyện Kiều, cuộc đời của Kiều nó diễn ra qua các cái mốc thời gian như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay là tôi sẽ chia sẻ nốt phần 2 của truyện Kiều, những điều chưa nói. Thế thì trước khi mà vào với phần chia sẻ chính thức thì tôi xin giới thiệu thêm một chút, đó là truyện Kiều bây giờ tôi đang nói chuyện đây thì là sẽ nói theo cái sườn của cụ Nguyễn Du. Cụ đã phổ thơ cho cái tác phẩm truyện Kiều mà có tên là Kim Vân Kiều Truyện, nguồn gốc là từ bên Trung Quốc. Nhưng mà về Việt Nam thì cụ Nguyễn Du đã phổ nó thành thơ và ban đầu có tên là Đoạn Trường Tân Thanh, và về sau thì mọi người quen gọi là truyện Kiều, đúng không ạ? Thế thì trong gia đình Kiều, đầu tiên mà cần phải giới thiệu đến đó là cái hoàn cảnh của gia đình. Thì trong gia đình Kiều là gồm có bố mẹ, hai chị em nhà Kiều và có cả một cậu em trai, thuộc một cái tầng lớp gia đình gọi là hạng trung, trung bình thôi, không phải là quá giàu có. Thế thì một cái tầng lớp gia đình trung bình như vậy thì có gọi là một chút của ăn của để. Cái đầu tiên để mà diễn tiến vào câu chuyện đó là trong một cái tiết trời tháng 3, gọi là trong một cái lễ hội của bên Trung Quốc, và bây giờ ở Việt Nam thì cũng đã có cái phần lễ hội đó, đó là lễ tảo mộ và hội là hội đạp thanh. Thế thì trong cái quá trình mà đi chơi của cái lễ hội đó thì là ba chị em có đi qua một cái khu đất, và cái khu đất trống này thì lại có một cái ngôi mộ rất là sơ sài, rất là hoang vắng. Lẽ ra trong một cái thời điểm mà lễ hội nó vui nhộn như vậy thì mọi người đều đang rất là hân hoan, nhưng mà sau khi mà Kiều đi tới cái chỗ nấm đất đó thì là mới hỏi em trai, thì em trai mới nói về xuất xứ của ngôi mộ đó là của một vị tên là Đạm Tiên. Người này thì có cái sắc đẹp, có cái tài năng, có cái tri thức, nhưng mà vì là có một cái số phận nó cũng không được tốt đẹp cho nên là người này đã phải xấu số qua đời từ sớm, từ khi đang rất còn trẻ. Chính vì như vậy cho nên là Kiều thì với một cái sự đa tài đa cảm của mình thì ngay lập tức Kiều đã cảm thấy rất là bâng khuâng trong lòng và thương cảm cho cái số phận của Đạm Tiên. Thế thì trong cái lúc mà còn đang thương cảm và sầu nhớ như thế thì chị em cũng khuyên nhủ với Kiều là cũng không cần quá phải đau lòng như thế, thì chị em mới ra về. Thì lẽ ra là trong lúc mà đang chuẩn bị ra về thì là Kiều lại gặp được Kim Trọng. Kim Trọng lại là một người bạn của Vương Quan, là em trai của Kiều. Thì trong cái quá trình mà gặp Kim Trọng ấy thì là những câu thơ của cụ Nguyễn Du đã miêu tả phong tư tài mạo tót vời, vào trong phong nhã và ra ngoài hào hoa. Những cái câu thơ miêu tả rất là rõ cái ngoại hình của Kim Trọng, đúng không? Là một người mà có tài, có văn, có thơ và trông rất là nho nhã, rất là thư sinh. Điều đó được phản ánh ra một cái cốt cách, một cái con người của một cái nhân vật trong truyện rất là phù hợp với cái đức tính cũng như là cái cuộc đời của họ. Và về sau thì Kim Trọng còn chuyển đến cả gần nhà của Quý Kiều để ở, và hai người đã bắt đầu quý mến và trân trọng cái tình cảm con người của nhau. Rồi sau đó thì vì là quý mến cái tình cảm thiện chí của nhau như vậy cho nên là hai người cũng đã có những cái lời thề ước, đó là hai người sẽ cùng đến với nhau và cùng trở thành kết duyên để trở thành một cái đôi vợ chồng. Thế nhưng mà cuộc đời thì không như là mơ, ngay từ trong chuyện nó cũng đã là như thế. Chính vì như vậy cho nên là đang trong lúc mà cao trào và đang trong lúc mà lửa tình yêu nó hay nhất, nó cao nhất, thì Kim Trọng nhận được tin đó là có một ông chú
ở đất Liêu Dương là qua đời, cho nên là mình phải về để chịu tang của chú. Thế thì hai người mới chia tay nhau và có trao lại cho nhau những cái lời hẹn ước và những cái khăn này, có những cái xuyến này, có những cái châm. Sau khi mà Kim Trọng rời đi thì bắt đầu là cũng đánh dấu một cái thời kỳ mà gia đình nhà Kiều bước vào một cái giai đoạn rất là khó khăn, khắc nghiệt với cuộc đời. Đầu tiên đó là gia đình nhà Kiều là bị quan lại đến bắt. Lý do là vì một cái thằng bán tơ ở ngoài chợ, nó lại vu oan cho gia đình nhà Kiều, đó là đi buôn rượu lậu. Mà này thì nó lại chôn cái chai rượu vào trong vườn của nhà ông Vương. Đấy, chính vì như vậy cho nên là quan lại thì sau khi mà đến thì bắt hai cha con treo lên sàn nhà. Và sau khi treo lên trên sàn nhà xong thì quay trở lại là lục soát và vơ vét hết cái của cải nhà Kiều. Chính vì vậy cho nên là bây giờ là nhà Kiều là trắng tay, không còn một cái gì nữa. Và đang trong cái lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, không biết làm thế nào, thì có một cái ông thư lại họ Trung mới nói là bây giờ mà muốn lo lót được cho bố mẹ, gia đình êm ấm qua cái sự vụ này thì cần phải có tiền, và đặc biệt là cần phải có vàng để mới lo lót được. Chính vì như thế cho nên là ông ấy mới mách nước cho Kiều, đó là bây giờ là phải cần có khoảng 300 quan tiền, 300 quan vàng thì như thế mới có thể lo được công việc. Thế thì Kiều mới quyết định là thôi thì bây giờ mình là chị thì mình phải đi đầu, đúng không? Mình sẽ phải bán cái thân mình như này để lấy tiền và chuộc cho cha. Đấy cũng là một trong những cái phẩm cách thể hiện đầu tiên được một cái nhân phẩm của Kiều, một cái tính cách rất là mạnh mẽ và dám chịu hy sinh. Thế thì sau khi mà Kiều quyết định là bán mình thì có hai tình tiết. Tình tiết thứ nhất là Kiều trao lại những cái vật làm tin với Kim Trọng cho Thúy Vân là người em của mình, và có nói rằng là bây giờ công việc nó như thế rồi, đúng không? Chị cũng không thể theo được cái lời hứa mà đã hứa với Kim Trọng, vậy thì giao lại những cái tin này cho em và em sẽ thay chị để làm việc đó. Thế thì Thúy Vân cũng đành chấp nhận là nhận những cái kỷ vật đó. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là Kiều đã gặp được một cái bà mai mối. Thì cái bà mai mối này là bà ấy dắt mối cho Kiều gặp được Mã Giám Sinh, để từ đó là hai người là thống nhất và đi đến một cái giá. Thế thì cái việc mà gia đình Kiều gặp lại và sau đó là gặp Mã Giám Sinh thì nó đánh dấu cái chặng đường mà Kiều bước vào ở một cái quá trình đầy thử thách, đầy phiêu lưu và cũng đầy đau buồn của cuộc đời của Kiều. Thế thì sau khi mà gặp Mã Giám Sinh và được bà mai mối làm mối và hai bên gặp nhau thì là cuối cùng chốt lại là Mã Giám Sinh sẽ mua Kiều với mức giá là 300 lượng vàng. 300 lượng vàng mà tính sơ sơ thì hiện tại bây giờ mỗi một lượng nó rơi vào khoảng độ tầm mười mấy triệu tiền Việt ấy. Thì như thế là tính ra là ngày đấy 300 lượng là nó cũng rơi vào khoảng tiền tỷ chứ không phải đùa. Thì điều đó cũng để thấy được rằng là nhan sắc của Kiều phải đạt được đến mức độ nào thì như thế người ta Mã Giám Sinh mới đủ cái động cơ để có thể xuống một cái lượng tiền lớn như vậy, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa đó là hai người thống nhất được cái số lượng tiền rồi thì Mã Giám Sinh có quyền lấy Kiều làm vợ. Thế nhưng mà sau khi mà mua Kiều xong ấy, thì Mã Giám Sinh lại có những cái suy nghĩ, bởi vì là xuất phát điểm của Mã Giám Sinh ấy, thì lại là một cái trong những cái người mà phong lưu. Và phong lưu ở đây là được thể hiện qua những cái câu thơ, ví dụ như là quá niên chạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nụi và áo quần bảnh bao. Những cái câu thơ đấy là phản ánh ra một cái tâm thái của một cái người ngoại tứ tuần. Lẽ ra ở ngoại tứ tuần là mặt mũi phải đoan trang, đúng không? Bởi vì là tứ thập chi thiên mệnh rồi, là lúc đấy là đã phải mặt mũi nghiêm trang, đúng không? Ngũ quan là bình hòa và ngũ quan tề chỉnh rồi, nhưng mà ông này ông lại là mày râu nhẵn nụi như vậy thì là đã phản ánh ra một cái sự phong lưu ở trong con người. Thế thì Mã Giám Sinh là một trong những cái tay chơi cùng với lại Tú Bà mở ra một cái khu vui chơi gọi là Thanh Lâu, hay còn gọi là khu phố vui chơi bây giờ ấy. Thế thì Mã Giám Sinh mới quyết định đó là thôi thì bây giờ là sẽ bỏ tiền ra mua Kiều, đúng không? Rồi sau đó là lấy đi cái sự trong trắng của Kiều, rồi sau đó sẽ đem Kiều về cho Tú Bà để áp dụng vào việc kinh doanh của mình. Thì như thế là đằng nào mình cũng sẽ vừa được dùng rồi lại vừa được kinh doanh, thì tính ra ấy, thì tính đi tính lại là vẫn có lãi.
Thế thì hai người là quyết định ngả giá và mua. Thế thì Mã Giám Sinh là người đầu tiên lấy đi trinh tiết của Kiều. Đấy là việc đầu tiên mình phải khẳng định. Và Mã Giám Sinh là người đưa Kiều vào cái chặng đường đầy phiêu lưu và thử thách. Thế thì sau khi mà đã qua đêm rồi lấy đi cái sự trong trắng của Kiều, thì Mã Giám Sinh mới đưa Kiều về cái khu gọi là Lâm Truy ấy, để giao cho bà Tú, hay còn gọi là Tú Bà. Thế thì về đến đây thì Tú Bà cũng nhìn thấy Kiều là một cái người đẹp và rất là ưng ý. Thì Tú Bà cũng rất là ưng và mong muốn là được Kiều phục vụ những cái khách hàng để có thể thu lại cái khoản tiền cho mình. Nhưng mà lúc đó thì Kiều còn rất là nhiều những cái tâm tư trong lòng, và đặc biệt là Kiều không chấp nhận mình sẽ phải đi vào con đường này để kiếm tiền. Và khi đó thì Kiều luôn luôn thủ sẵn những cái dao và cái kéo ở trong người, và bất cứ lúc nào mà Tú Bà động đến mình thì sẵn sàng thà rằng chấp nhận chết cũng không muốn giao thân mình cho nó vào tay những cái hàng tay chơi như thế. Điều đó cũng lại một lần nữa khẳng định được cái tiết tháo của Kiều là một người mạnh mẽ và can trường, giữ được cái ý chí và cái nghị lực của mình. Nếu như mà ở góc độ của người khác thì có thể là sẽ buông xuôi, nhưng mà Kiều vẫn luôn giữ được cái tư thế, cái phẩm giá, cái phẩm hạnh của mình là con của một nhà gia giáo, được giáo dục và có tiết hạnh như vậy. Đó là một cái điều rất đáng quý. Thế thì sau khi mà Tú Bà không làm gì được Kiều cả, thì thôi đành chấp nhận là để Kiều sống một mình, và đưa Kiều sang một cái bên gọi là bên một cái lầu gọi là lầu Ngưng Bích. Đấy, thì chúng ta đọc sách rồi nghe nói chuyện thì cũng đã biết về lầu Ngưng Bích rồi, đúng không? Đấy, Kiều ở lầu Ngưng Bích thì đấy là cái phần mà thứ hai Kiều gặp được cái nhân vật thứ hai trong cuộc đời của nàng mà đem đến những cái sự đau khổ và những cái trắc trở trong cuộc đời. Đó là sau khi mà Kiều sang bên lầu Ngưng Bích ở thì lại rất tình cờ là Kiều lại gặp được một vị thứ hai, đó là Sở Khanh. Đấy, quý vị cũng đã nghe nhiều đến Sở Khanh rồi đúng không ạ? Thì người thứ hai mà Thúy Kiều gặp đó là vị Sở Khanh. Thế thì Sở Khanh cũng mới đến rồi dùng những lời ngon ngọt, dùng những lời chia sẻ, ví Kiều như là những cái sắc đẹp mà chim sa cá lặn rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái ông Sở Khanh này thì được chia sẻ đó là một chàng vừa trạc thanh xuân, hình dong trải chuốt, áo khăn dịu dàng. Những cái câu thơ đó đã phản ánh ra một cái người như nào ạ? Rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, rất là tươi vui, đúng không? Quần áo khăn mượt, khăn rồi đầu tóc rồi mượt mà, trải chuốt như vậy, thì với một cái người mà đa sầu, đa cảm và lại đang ở trong một cái không gian rất là mênh mông, buồn tẻ như thế thì rất dễ để có thể siêu lòng. Đó thì là Sở Khanh cũng dùng những cái lời ngon ngọt chia sẻ cùng với Kiều, rồi sau đó là cùng dụ dỗ Kiều. Thì tiếp theo đó là người lấy đi cái sự trong trắng của Kiều lần thứ hai, đó là Sở Khanh. Đấy, thế thì sau khi mà Sở Khanh lấy đi cái sự trong trắng của Kiều thì lại bày cái cách ra là thôi bây giờ Kiều ở đây thì nó cũng rất là vất vả và rất là buồn chán, thế thì chúng ta cùng trốn đi. Thế thì sau khi mà trốn đi thì lại rất tình cờ là bị mụ Tú Bà bắt được. Thì sau đó Kiều mới hiểu được rằng đó chính là cái âm mưu của Tú Bà và Sở Khanh bày ra để lừa mình. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì Kiều cũng không còn một cách nào để lựa chọn, đành phải chấp nhận là Tú Bà đánh đập rất là dã man. Thế thì sau khi mà bị Tú Bà đánh đập dã man như vậy, thừa sống thiếu chết như vậy, thì Kiều cũng không biết làm nào cả. Thôi đành phải chấp nhận, nghe lời dạy của Tú Bà, dạy những cái món nghề để phục vụ ca kỹ, rồi phục vụ những cái khách làng chơi đến chơi. Thế thì từ đây Kiều bước chân vào cái thời kỳ phục vụ những khách làng chơi đến cái khu thanh lầu đấy để chơi, đúng không? Và sau khi mà Kiều bị Tú Bà bắt lại và trở thành một cái người phục vụ cho khách làng chơi đó, thì một thời gian sau Kiều lại gặp người thứ ba trong cuộc đời, đó chính là vị tên là Thúc Sinh. Vị Thúc Sinh này thì là một cái người thư sinh, họ Thúc cho nên là mới gọi là Thúc Sinh. Thì cái vị này là đã nghe tên Kiều từ lâu rồi, đã mến mộ cái tài năng và mến mộ cái nhan sắc của Kiều, cho nên là mới tìm đến và bỏ tiền ra để mua Kiều về để làm vợ của mình. Trong khi đó là anh chàng này đã có một đời vợ ở quê. Tuy nhiên thì vì sắc đẹp và vì cái sự mơ mộng về cái đẹp của Kiều, bị cái đẹp của Kiều nó hấp hồn, cho nên là anh chàng này cũng sẵn sàng đến bỏ một cái số tiền ra để mua. Chính vì như vậy cho nên là cuộc gặp và cái cuộc tình của Kiều với Thúc Sinh nó không mang được một cái màu sắc của sự hy sinh, mà nó mang một cái màu sắc của cái sự
mong muốn về thể xác và một cái sự chịu đựng nhiều hơn. Bằng chứng đó là Thúc Sinh đã để cho vợ mình là Hoạn Thư bắt cóc Kiều rồi đem về trở thành một cái người nô lệ, một cái người phục vụ trong phủ của mẹ của cái bà Hoạn Thư đó, và đặt tên cho Kiều đó là Hoa Nô. Nhưng mà cho đến khi mà Thúc Sinh quay trở lại gặp Kiều ở cái không gian đó, cũng không dám nhận đây là vợ của mình, mà chỉ chấp nhận cay đắng rằng đây là một cái người ở phục vụ cho gia đình của nhà vợ. Điều đó phản ánh được một cái sự rất là đau lòng, cũng như là một cái sự thiếu bản lĩnh của vị Thúc Sinh này. Và diễn tiến của câu chuyện mà Hoạn Thư đối xử với Kiều thì nó cũng khá là cay đắng. Khi mà bắt cóc Kiều rồi phóng lửa đốt nhà, bắt cóc Kiều từ Lâm Truy về một cái thành mới, rồi sau đó là bắt làm con ở để phục vụ cho mẹ mình, rồi sau đó lại tra khảo đánh đập rất là dã man, rồi tiếp theo lại bắt Kiều đó là ca hát đàn múa khi mà vị Thúc Sinh này quay lại để gặp cái người vợ Hoạn Thư của mình. Thế thì trong một cái hoàn cảnh nó rất là éo le như vậy thì để phản ánh ra cái tấm lòng của Kiều cũng không còn một cái sự lựa chọn nào khác, đành chấp nhận phải hy sinh thân mình. Và cái góc độ là một người đàn ông của Thúc Sinh thì nó khá là kém, nếu như để đánh giá thì nó không thực sự thể hiện được cái bản lĩnh là của một người che chở người vợ của mình. Thế thì sau khi mà bị tra tấn cũng như là uất ức về cái thân phận của mình ấy, thì Kiều xin Hoạn Thư cho mình viết một cái tờ cung khai để nói lên thân phận, cái số phận, cái thời gian vừa rồi đó đã đưa đẩy mình đến cái ngày hôm nay. Thế thì Hoạn Thư cũng đồng ý cho Kiều viết một cái tờ cung khai. Và sau khi mà Kiều viết cái tờ cung khai như vậy thì lại xin với Hoạn Thư đó là thôi bây giờ thì gạt bỏ hết tất cả. Tôi cũng không cần giữ cái gì cho riêng mình, mà tôi chỉ cần đó là bây giờ được đi tu thôi. Muốn đến chùa để tĩnh tâm lại và được đi tu. Thế thì Hoạn Thư cũng đồng ý cho Kiều là qua một cái ngôi chùa gọi là Quan Âm Các. Thì muốn là Kiều sẽ ở trong đây để hàng ngày là chép kinh, đọc kinh sách, nhưng mà vẫn phải chịu cái sự quản lý của mình. Thế thì Quan Âm Các là cũng ở ngay gần với nhà của Hoạn Thư. Tuy nhiên thì sau khi mà sang bên Quan Âm Các thì Kiều cũng nhận ra đó là Hoạn Thư là một cái người phụ nữ rất là ác độc, và sẵn sàng có thể lừa lọc và đánh đập mình như vậy thì mình không thể ở đây lâu được. Và như thế thì Kiều mới quyết định là trốn khỏi cái Quan Âm Các. Thế thì sau khi mà trốn khỏi Quan Âm Các thì tình cờ là Kiều đến một cái chùa này thì mới gặp một cái vị sư. Và vị sư này thì có tên là Giác Duyên. Thì vị sư Giác Duyên này mới cho Kiều ở lại ngôi chùa đó để cùng che chở. Thế nhưng mà được một thời gian thì có người phát hiện là Kiều đang ở đây và báo cho Hoạn Thư. Cho nên là Kiều cũng rất là lo sợ bị Hoạn Thư bắt lại thì thậm chí là mình sẽ phải mất đi cái tính mạng. Thế thì ni sư Giác Duyên mới nói rằng thôi bây giờ việc nó đã như thế rồi thì tôi giới thiệu cho cô là đến gặp một cái người này, là một cái người mà thường xuyên đến chùa và là người quen của chùa, thì là nhờ người ta có thể che chở hoặc là cho ở nhờ một cái thời gian để xem nó như thế nào. Thế thì ni sư này mới giới thiệu Kiều đến gặp một bà tên là Bạc Hạnh. Thế thì bạc bà này thì lại có một người cháu tên là Bạc Hạnh. Thế thì bà Bạc Bà này mới nói rằng bây giờ cơ duyên của cô đã đến mức như thế rồi thì cô phải lấy cháu của tôi. Thì như thế nào nó mới danh chính ngôn thuận, và như thế thì tôi mới đồng ý để tôi che chở cho cô. Đấy, gần như là Kiều đã bị ép phải lấy vị cháu của cái bà Bạc Bà này. Thế thì sau khi mà đồng ý lấy cái vị cháu tên là Bạc Hạnh, thế thì Kiều lại gặp thêm một cái người mà gây cho Kiều rất nhiều những cái đau khổ. Bởi vì là cái đồng chí Bạc Hạnh này thì lại là cũng là một cái dân chơi hết mùa và lang thang ở nhà. Cuối cùng là được bà dìu dắt và đấu mối cho mình, thì sau khi mà qua đêm với Kiều tiếp ấy thì thấy Kiều đẹp và món hàng đẹp như này thì lại muốn dắt dây để bán Kiều lấy một cái số tiền. Thế thì sau đó là Kiều lại bị bán vào trong một cái khu nhà gọi là nhà chơi đấy, nhà khách thanh lâu ấy. Thế thì cuộc đời Kiều cho đến bây giờ là đã qua
hai lần bị bán đi cả lại, rồi sau đó là lại quay trở lại với cái khu thanh lầu như này, thì đó là một trong những cái phần mà đớn đau của cuộc đời. Thế nhưng mà Kiều thì cũng không còn biết làm nào nữa, không còn một cái sự lựa chọn nào khác. Chính vì như vậy cho nên là Kiều đành chấp nhận là thôi phó mặc cho cuộc sống. Thế nhưng mà cuộc sống thì người làm phúc thì sẽ lại được gặp phúc, và người có đức thì sẽ được ông trời phù hộ, hay là mình còn gọi là đức năng thắng số, đúng không ạ? Thế thì Kiều sau khi mà vào trong thanh lâu ấy một thời gian thì cơ duyên lại gặp được Từ Hải. Thế thì Từ Hải là người như thế nào thì ở cái phần trước tôi đã phân tích rồi. Ở phần này tôi chỉ điểm qua, đó là Từ Hải là một cái vị cướp biển, đúng không ạ? Đứng lên để chống triều đình và sau đó là đánh chiếm được những cái khu vực lân cận của cái tỉnh Chiết Giang. Thế thì Từ Hải mới hâm mộ sắc đẹp cũng như là cái tài năng của Kiều. Vậy cho nên là Từ Hải mới đến và yêu đương gặp gỡ, rồi hẹn Kiều là một năm sau, là sau khi mà mình đánh chiếm và dẹp loạn cái khu đó xong thì sẽ quay về là đón Kiều. Thế thì cũng đúng một năm sau, Từ Hải quay trở lại là đón rước Kiều quay trở về làm áp trại, làm phu nhân của mình. Và trong cái lễ đón Kiều mà quý vị đọc truyện Kiều thì cũng sẽ cảm nhận được một cái không khí nó rất là rộn ràng, đúng không ạ? Cờ phất lên, thành mở ra, đúng không? Pháo bắn đùng đoàng để rước nàng về trong thành. Với một cái nghi lễ rất là trang trọng như vậy thì Kiều dĩ nhiên là một trong những người đẹp mà có được một cái quyền uy rất là lớn. Thế thì sau khi mà về với Từ Hải rồi thì Kiều cũng mới tâm sự về cái quá trình mình lưu lạc và đọa đày như vậy. Những người mình đã gặp và những người đã đem lại cho mình những cái khó khăn, những cái trắc trở, những cái đau buồn trong cuộc đời. Thế thì Từ Hải cũng mới cảm thấy rất là căm phẫn những cái người mà đã ức hiếp vợ của mình. Và Từ Hải mới sai quân lính đi bắt toàn bộ những cái người mà trước đây đã ức hiếp Kiều để quay mang về thành để xử lý, đúng không? Thì đầy đủ những cái người từ Bạc Bà, Bạc Hạnh, rồi Mụ Tú Bà, rồi Mã Giám Sinh, rồi Sở Khanh đều bị bắt về, đem về chịu tội trước mặt Kiều. Thế thì sau khi mà đã bắt tất cả những người đấy đầy đủ đến, thì lẽ ra là trong chuyện mà Thanh Tâm Tài Nhân của Trung Quốc viết thì miêu tả rất là kỹ về những cái đoạn mà hành hình, ra hình và xử tội những cái người mà đã hành hạ Kiều. Thế nhưng mà trong chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du ấy, thì những cái đoạn này là cụ đã lược bỏ và viết nó đơn giản hơn, nó mềm mại hơn. Ví dụ như là trong chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân thì nói rằng là ví dụ như bà Bạc Bà chẳng hạn, đúng không? Thì bị treo lên trên cây rồi chặt đầu bêu ở trên cây. Đấy, rồi ví dụ như là Bạc Hạnh chẳng hạn thì còn bị là cuốn vào trong một cái bao tải, đúng không? Rồi sau đó là cho quân lính nó băm từ chân lên đầu, nát ra như là thịt ấy, rồi trộn cùng với lại là cỏ cho ngựa ăn. Thì những cái sự trả thù như thế thì trong cái tác phẩm truyện Kiều của cụ Nguyễn Du là cụ không miêu tả tới. Điều đó cũng phản ánh ra một cái nội tâm và cái cách nhìn của cụ Nguyễn Du về cuộc sống cũng như là về cái hậu của một cái câu chuyện. Đó là cụ muốn hướng tới một cái hình ảnh đẹp của Kiều, một cái hình ảnh nó trọn vẹn hơn về đức, về hạnh. Cho nên là cụ Nguyễn Du mới không nói sâu vào cái phần mà Kiều ra hình những cái người đó. Thế thì sau khi mà Kiều đã hành hình tất cả những người đó rồi thì sau đó là Kiều trở thành một người áp trại phu nhân rất là vị thế trong lòng của Từ Hải. Thế thì sau đó cuộc đời của Từ Hải và cuộc đời của Kiều cũng bắt đầu có những cái sự thay đổi nhiều hơn. Bởi vì vốn dĩ là Từ Hải là một vị cướp biển, chiếm lĩnh được những cái đất của triều đình nhà Minh. Chính vì như vậy cho nên là triều đình nhà Minh mới phái Hồ Tôn Hiến là tổng đốc quân vụ của khu vực Chiết Giang, Phúc Kiến đến để chiêu hàng và dẹp loạn. Thế thì cả Từ Hải và cả Hồ Tôn Hiến thì trong cái phần trước tôi đã phân tích về hai con người cũng như là hai trí tuệ, hai màu sắc của hai vị này. Thì ở đây tôi không phân tích sâu nữa. Nhưng mà cần phải nói đến đó là Hồ Tôn Hiến là một người mưu trí toàn tài, văn võ song toàn. Thì bằng cái mưu trí của mình thì Hồ Tôn Hiến mới sử dụng những cái món về tâm lý bằng cách đó là phái những cái người quen đến để mua chuộc Kiều, tặng quà rồi tặng
cái món vật quý, rồi sau đó là nói đến cái sự chia ly trong gia đình và mong muốn là được hòa hợp trong gia đình. Rồi cũng nói với Kiều đó là Kiều đi xa rồi cũng có một lúc nào đó sẽ trở về để gặp lại cha mẹ, thì Kiều cũng thấy xuôi lòng. Và từ đó Kiều lại bắt đầu là khuyên Từ Hải là nên quy phục triều đình để chúng ta có thể có một cuộc sống an nhiên hơn, rồi có thời gian để chăm sóc cho gia đình, rồi quay về báo hiếu với bố mẹ. Đó cũng là một cái suy nghĩ đó phù hợp với tính cách và với cái đức hạnh của Kiều. Bởi vì vốn dĩ thì Kiều đã xa gia đình rất lâu rồi, nhưng mà vì không có cái cơ hội cũng như là không có được cái sức mạnh, cái công cụ để quay trở lại, cho nên là Kiều đành chấp nhận. Thì bây giờ cái cơ hội đến thì Kiều phản ánh, Kiều làm theo đúng cái suy nghĩ của mình. Thế thì Kiều mới nói với Từ Hải đó là bây giờ quy phục triều đình nó sẽ tốt hơn, và Từ Hải cũng đồng ý là sẽ quy phục triều đình. Nhưng đâu có biết rằng đó lại là một cái mưu sự của Hồ Tôn Hiến. Bởi vì với Hồ Tôn Hiến thì Từ Hải là một cái người, một cái quân phản tặc. Chính vì như vậy cho nên là phải trừ khử, chứ không thể là dung hòa được. Thế thì sau khi mà đánh úp Từ Hải, và Từ Hải đã phải chết trận. Thế thì trong chuyện thì có người thì nói đó là chết đứng, có người thì lao xuống sông. Nhưng mà trong chuyện của cụ Nguyễn Du thì có nói đó là Từ Hải đâm đầu xuống sông để chết. Thế thì sau khi Từ Hải chết xong ấy, thì Hồ Tôn Hiến mới bắt được Kiều và ngỡ ngàng trước cái vẻ đẹp mà tuyệt trần của Kiều như vậy. Đó, lang thang suốt mười mấy năm, nó kinh qua rất nhiều những cái sự vụ, những cái đêm mây mưa, mưa gió bão táp như thế, nhưng mà Kiều vẫn giữ được những cái sắc đẹp của mình, thì phải nói đó là một cái sự, cái sắc đẹp mà trời ban. Thế thì Hồ Tôn Hiến cũng cảm thấy động lòng, và sau đó là bắt Kiều ca kỹ ở trong cái buổi liên hoan, cái buổi đêm liên hoan của mình, và sau đó là Hồ Tôn Hiến lại cũng qua đêm với Kiều. Đó là chính là một trong những cái điều mà người ta bảo là anh hùng không qua được ải mỹ nhân là như thế, đúng không ạ? Và đến đây thì đã có rất nhiều cuộc tình, đã có rất nhiều người mong muốn được qua đêm với Kiều. Thế thì Hồ Tôn Hiến mong muốn cái sắc đẹp, cái thân thể của Kiều thôi, chứ Hồ Tôn Hiến không mong muốn cái đức hạnh của Kiều. Chính vì như vậy cho nên là sau khi mà qua đêm xong thì Hồ Tôn Hiến mới rất sợ cái việc là mình lại qua đêm với một cái người thê thiếp là đối thủ của mình. Thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái danh tiếng của mình. Chính vì như vậy cho nên là Hồ Tôn Hiến mới gả Kiều cho một cái vị thổ quan của cái đất đấy. Nếu có thời gian tôi sẽ phân tích sâu hơn đó là tại sao trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều những cái câu chuyện mà những cái vị tướng tài, tại sao mà nhìn thấy người đẹp lại thường hay bị hớp hồn. Bởi vì thông qua những câu chuyện lịch sử trong Trung Quốc thì từ Tam Quốc, ví dụ như Tào Tháo, con của Tào Tháo, rồi đến Vương Anh ở trong Tùy Hử, rất nhiều những vị anh hùng không qua được ải mỹ nhân, Lữ Bố cũng thế. Thế thì tại sao nó lại như vậy? Thì trong một clip nào đó tôi sẽ chia sẻ thêm để quý vị hiểu hơn là tại sao nó lại như vậy. Còn trong clip này thì do thời gian nó quá dài thì tôi không phân tích nữa. Thế thì sau khi mà gả cho vị thổ quan này thì Kiều mới suy nghĩ rằng là mình là người mà đã gắn bó với Từ Hải, mình đã trở thành vợ của Từ Hải, mà bây giờ lại bị Hồ Tôn Hiến đã qua đêm với mình, rồi bây giờ Hồ Tôn Hiến lại bán mình cho một cái vị thổ quan nữa. Thế thì chồng mình đã chết đi thì mình cũng không còn một cái mặt mũi nào để có thể lấy thêm một đời chồng nữa. Thế thì sau đó là cái vị thổ quan này mới đưa thuyền hoa đến để đón Kiều và đi đến đúng cái sông gọi là sông Tiền Đường ấy. Thì Kiều mới nhớ ra một cái lời ứng nghiệm mà ngày xưa cái vị Đạm Tiên trong một cái giấc mơ ở đầu truyện tôi đã nói ấy. Trong một cái giấc mơ thì Đạm Tiên nói là ngày xưa đến cái sông Tiền Đường thì Kiều sẽ chấp mình ở đó. Thế thì Kiều nhớ đến và đến đúng cái đoạn sông Tiền Đường đó thì Kiều mới gieo mình xuống dưới sông để kết thúc cuộc đời của mình. Thế thì sau khi mà Kiều mong muốn kết thúc cái cuộc đời của mình ấy, thì lại gặp một cái duyên, đó là cái vị ni sư Giác Duyên ngày xưa cứu Kiều mà lúc mà Kiều chạy thoát ra khỏi nhà ở Quan Âm Các của Hoạn Thư ấy, thì vị ni sư Giác Duyên này mới cứu Kiều khỏi cái sông Tiền Đường đó. Thế rồi sau đó là đem Kiều về cái chùa Lá để nuôi dưỡng, rồi sau đó là để cùng tu tập. Và câu chuyện quay trở lại với vị Kim Trọng, đúng không ạ? Kim Trọng sau khi mà về chịu tang của
của chú xong thì quay trở lại gặp Kiều thì mới biết được câu chuyện của gia đình Kiều có những cái biến loạn, có những cái thời kỳ mà Kiều đã trải qua cái quá trình bán thân của mình để chuộc cha như vậy thì Kim Trọng rất là đau lòng. Thế thì Kim Trọng cũng mong muốn là được đón cha mẹ của Kiều về để phụng dưỡng này, rồi sau đó là cũng theo cái lời mà thề thốt của hai bên rồi được bố mẹ Kiều vun vào. Đó là bây giờ Kiều nó đã đi rồi cũng chẳng biết tung tích như nào. Thế thì sẵn có em Thúy Vân đây và chị em nó cũng đã bàn bạc với nhau rồi thì thôi, chúng tôi đồng ý cho anh lấy Thúy Vân về để làm vợ. Thế thì sau đó là Kim Trọng là cũng lấy Thúy Vân. Rồi sau đó thì Kim Trọng cùng với đại là Vương Quan là em của Thúy Kiều á, cùng đi thi, cùng thi đỗ và cùng làm quan. Thế thì trong cái quá trình làm quan đó thì là trong lòng của mình thì lúc nào Kim Trọng cũng nhớ đến Kiều, cho nên là rất mong muốn là đi tìm Kiều. Thế thì trong một cái lúc mà hỏi thăm về các cái công việc thì mới đi đến cái sông Tiền Đường. Thế thì cũng biết được là câu chuyện là Kiều đã chấp mình ở dưới đây để chết, cho nên là mới dựng lên một cái án để viết cái văn bia ở trên đó để thờ và kêu gọi cái vong linh của Kiều lên. Thế thì trong một cái lúc mà đang thắp hương như vậy thì mới tình cờ là ni sư Giác Duyên mới đi qua để mới nhìn thấy cái bài vị có tên của Thúy Kiều. Thì vị này mới bảo là tại sao Thúy Kiều đang còn sống mà các vị lại đã viết cái bài vị để thờ như thế. Thế thì mọi người mới ngạc nhiên, mới hỏi là tại sao vị lại biết là Thúy Kiều còn sống. Thì vị này cũng mới kể lại, rồi sau đó là đưa cả nhà về cái khu vực chùa Lá để nhận ra nhau. Thế thì cái giây phút mà Kiều gặp lại cha mẹ của mình, gặp em của mình, rồi gặp người chồng cũ, gọi là chồng đính hôn ấy, là Kim Trọng của mình, rồi gặp em của mình, thì tất cả mọi người đều rất là vui mừng, đều cảm thấy rất là phấn khích và thực sự là cảm thấy mọi thứ nó đã qua đi rất là nhanh. Ở 15 năm và bây giờ gặp lại thì nó giống như là một cái giấc mơ, bởi vì là Kiều, bản thân Kiều thì cũng đã chết đi sống lại rất là nhiều lần. Thế thì sau đó là mọi người cũng mới đón Kiều về để ở cùng. Thế thì trong một cái kết thúc của câu chuyện ấy, thì sau khi mà Kiều về nhà ở cùng với bố mẹ, ở cùng với lại chồng cũ của mình là Kim Trọng, trong khi là Kim Trọng cũng đã lấy Thúy Vân là em của mình làm vợ, đẻ ra một đàn con ở trong nhà rồi. Thế thì Kiều cũng có những cái suy nghĩ trong lòng và Kiều nói rằng là tấm thân này thì bây giờ nó đã bị nhơ nước rồi, không phù hợp với cái đời sống vợ chồng, cũng như là không phù hợp với cái đức hạnh mà cái lòng tin mà anh đã trao, cho nên là tôi không thể làm vợ của anh được. Tuy nhiên thì mọi người vẫn cứ vun vào, vẫn cứ nói rằng là cái việc đấy đó cũng đã qua đi rồi, thế thì cũng không ảnh hưởng đến cái gì cả, cho nên là mọi người vẫn cứ vun vào cho Kim Trọng tiếp tục tổ chức lễ cưới với Thúy Kiều. Thế thì trong chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân thì ông cũng có giải thích và mô tả rất là rõ cái câu chuyện đó là Kiều và Kim Trọng vẫn cứ đồng ý lấy nhau tổ chức, nhưng mà sau đó thì trong cái đêm động phòng thì hai người mới tâm sự với nhau. Thế thì Kiều cũng mới nói đó là anh cũng không nên gọi là hớt cái tro tàn ở dưới đất và ngắt bông hoa cuối cùng ở trên cành. Ý nói đến là mọi thứ nó đã mọi thứ mà tươi đẹp nhất đã mất rồi, bây giờ chỉ còn lại những cái thứ mà nó cũ nhất rồi, nó dài nhất ở đấy thôi. Thế thì Kim Trọng lại càng trân trọng cái câu nói của Kiều. Thế thì Kim Trọng mới nói đó là vì là đã thề ước hẹn nguyện, cho nên là anh mới muốn lấy em để thỏa cái ước nguyện, chứ không phải là lấy em để sở hữu cái tấm thân của em để mà thỏa mãn cái dục vọng là cũng không phải. Cho nên là cái tình tiết là tổ chức đám cưới nhưng mà lại không động phòng, nó là hai cái sự tương phản trong một câu chuyện, nhưng nó phản ánh một bên là giữ đức hạnh, một bên là hiểu đến tận cùng của nỗi đau và cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Hai cái đấy là hai cái giá trị cực kỳ hay trong chuyện Kiều. Thế thì hai người mới đồng ý kết thành một cái tri kỷ, một cái đôi tri kỷ. Và một cái đôi tri kỷ này mà được cụ Nguyễn Du phổ thơ đó là lúc khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi chờ hoa nở, khi chờ trăng lên, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Thì điều đó đã phản ánh ra một cái
cái cuộc sống của Kiều nó đã quay về với cái sự nhẹ nhàng, với cái sự yêu thương đùm bọc, tìm được những cái người tri kỷ chia sẻ câu chuyện của mình trong cuộc sống. Đó chính là một cái kết rất là viên mãn của Kiều, đúng không ạ? Thì đến đây là Kiều đã tụ họp được với gia đình, tụ họp được với người đã yêu thương mình, chia sẻ cùng với mình, tìm được người tri kỷ trong cuộc sống. Thế thì cái kết thúc của truyện Kiều nó rất là viên mãn, nó làm cho cái tấm lòng của người đọc cũng như là cái người sáng tác là cụ ở Nguyễn Du, người phổ thơ ấy, cũng mang lại một cái sự hân hoan, nó không bị thiệt thòi quá, nó không bị cay đắng quá. Cho nên là khi đọc truyện Kiều thì ai cũng tìm thấy được cái niềm vui trong câu chuyện là như thế. Và kết thúc truyện Kiều nó có hậu như vậy. Và trên đây thì là cái phần mà tôi đã chia sẻ với quý vị về truyện Kiều, đúng không ạ? Qua rất nhiều những cái thăng trầm của cuộc đời của Kiều, thì trong một cái clip như này thì tôi không thể nói được hết tất tần tật cái nội dung câu chuyện, chỉ điểm qua được các cái dấu mốc lịch sử mà nó rất quan trọng như vậy thôi. Và cũng xin chia sẻ với quý vị đó là đọc những cái chuyện ngày xưa thì nói thực là nó cũng hơi chán, đúng không? Và đặc biệt là quý vị nghe như này thì nó còn chán hơn, bởi vì là đôi khi do cái cách trình bày, do việc hiểu chuyện, do cái việc mình có yêu thích hay không. Nhưng mà ngược trở lại thì ngoài cái việc nhàm chán đó thì thôi thì mình cũng phải gạn được khơi trong giống như truyện Kiều, đúng không? Ít nhất là biết được là truyện Kiều là của cụ Nguyễn Du nhà mình viết, chứ không phải nhầm giống như là cụ Nam Cao. Và cái thứ hai nữa là cũng hiểu được là kết thúc của truyện Kiều nó có những cái rất là tốt đẹp như vậy. Rồi một vài những cái nhân vật trong truyện Kiều đấy mình không nhớ được hết, nhưng mình cũng hiểu đó là có Sở Khanh, có Mã Giám Sinh, có Bạc Bà, có Bạc Hạnh, đúng không? Có ông Thư Lại, rồi có vị Hoạn Thư, rồi những cái vị khác trong câu chuyện để mình cũng không nhầm lẫn. Thì biết đâu trong một lúc nào đó quý vị ngồi nói chuyện với bạn bè đối tác, nó lại có những cái sự liên kết, cũng là một cái mở bài để quý vị có thể là bắt đầu một cái câu chuyện vui thì sao, đúng không? Thì trên tinh thần đó là tôi biết đến đâu, chia sẻ đến đó, để mỗi chúng ta đều tôn vinh cái sự sáng tác cũng như là cái tài năng của cụ Nguyễn Du, một đại thi hào và một nhà văn học rất là lỗi lạc của Việt Nam. Rồi sau đó là cũng tôn vinh những cái giá trị tốt đẹp, nhân văn của con người Việt Nam hay là con người Á Đông. Thế thì tôi xin được cảm ơn quý vị đã chia sẻ và lắng nghe cái clip của chúng tôi quá dài. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Tranh gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.